Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trang y học cổ truyền của Bộ Y tế cho biết mùa thi cũng là thời điểm nắng nóng nhất của mùa hè khiến các sĩ tử mệt mỏi, kém ăn thiếu ngủ, đau đầu, nhức mỏi mắt. Để các em có được sức khỏe tốt nhất, việc đảm bảo dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày là rất quan trọng. Sau đây là một số món cháo, canh thuốc, bổ khí huyết tăng trí nhớ cho các em trong mùa thi canh đậu đỏ đại táo, đậu đỏ 250g, đại táo 200g, đường phèn vừa đủ, đậu đỏ ngâm nước qua đêm rửa sạch để ráo, táo ngâm nước lạnh rửa sạch bụi, cho đậu đỏ vào nồi thêm nước đun sôi sau hạ nhỏ lửa, nấu đến khi hạt đậu nứt đôi thì cho táo vào nấu chung. Khi hai thứ chín mềm cho đường phèn vào, quấy tan, nếm vừa ăn là được, ăn trong ngày. Nếu làm món chè, ăn hết cả cái lẫn nước. Nếu dùng để chữa bệnh thì chỉ uống nước canh, công dụng, bổ chung, ích khí, bồi bổ trí nhớ, chống suy nhược cơ thể. <laughs> canh thịt dê Thịt nạc dê 100g, đương quy 20g, gừng 10g, bột gia vị vừa đủ. Thịt dê cắt miếng, đương quy rửa sạch, cho thịt dê, đương quy, gừng vào nồi, đổ nước hầm chín kỹ, nêm bột gia vị ăn trong bữa cơm, công dụng, bổ trung ích khí dưỡng huyết, trị đau lưng, mệt mỏi, chóng mặt, ủ tai. Canh ốc lợn táo tàu Ốc lợn một cái, tiểu mạch 30g, táo tàu 20g, đường trắng vừa đủ. Ốc lợn rửa sạch, lọc bỏ máu, gân. Tiểu mạch rửa sạch để ráo, táo tàu ngâm nước nóng rửa sạch. Tất cả cho vào nồi, đổ nước đun chín kỹ, chia ăn 2 lần trong ngày. Công dụng, bổ não, hòa huyết, dưỡng tâm, trừ phiền, trị hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, ra nhiều mồ hôi. Cháo xương lợn Xương sống lợn 400g sửa sạch chặt miếng, gạo tẻ 150g vo sạch, cho gạo và xương sống lợn vào nồi, đổ nước nấu cháo, cháo chín cho hành hoa củ kiệu vào đun tiếp 10 phút, thêm gia vị, muối, dầu ăn, chia ăn 2 lần trong ngày. Công dụng trị hoa mắt, chóng mặt, chân tay lạnh. cháo chim sẻ, chim sẻ 5 con, làm sạch lông, bỏ nội tạng, gia vị, dầu thực vật, gạo tẻ 150g, vò sạch, cho gạo và chim sẻ vào nồi, đổ nước nấu cháo, cháo chín cho bột gia vị, chia ăn trong ngày, công dụng, bổ âm, trị hoa mắt, chóng mặt. Cháo cá chê, đậu đen, cá chê một con 400g, đậu đen xanh lòng 200g, gạo nếp 20g, chân bì một miếng, bột gia vị, hành, mùi, hạt tiêu vừa đủ. Cá chê làm sạch, đậu đen ngâm cho nở, chân bì ngâm nước 15 phút cạo sạch lớp trắng, rửa sạch để ráo, gạo vo sạch cho vào nồi cùng cá, chân bì, bột gia vị, đổ nước nấu cháo cháo chín cho rau mùi, hạt tiêu, ăn nóng, công dụng kiện tỳ bổ thận thông huyết, trị kém ăn, mất ngủ, mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt, ủ tai. <laughs> suy nghĩ tiêu cực có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ. Trang Tri Thức Trẻ cho biết, theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh, việc liên tục suy nghĩ tiêu cực có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Các nhà nghiên cứu cho rằng các suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại nên được coi như một yếu tố nguy cơ tiềm ẩn đối với chứng mất trí nhớ và các liệu pháp tâm lý như tránh niệm hay thiền định nên được nghiên cứu để xem liệu chúng có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ hay không. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện các suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại có thể góp phần gây ra nguy cơ mắc bệnh Alzheimer vì nó ảnh hưởng tới các phản ứng của cơ thể khi căng thẳng, như huyết áp cao các biện pháp rèn luyện tâm lý như thiền định có thể giúp chúng ta tư duy tích cực hơn bằng cách hạn chế các kiểu tư duy tiêu cực vì vậy chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn là rất quan trọng và nó phải là ưu tiên hàng đầu của sức khỏe cộng đồng vì nó không chỉ quan trọng đối với sức khỏe của mọi người trong thời gian ngắn mà còn có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ sau này Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày mai mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một số bệnh tâm lý tâm thần dễ mắc ở tuổi dậy thì. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.